Lưu Diệc Phi thường xuyên phát ngôn á khẩu, có sức hút gì mà vẫn là thần tiên tỷ tỷ? Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi chính là lứa tiểu hoa có tiếng giới giải trí, nổi đình nổi đám cả châu Á. Cô được yêu thích khi tham gia hàng loạt các gia tộc kim phấn, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1, Hoa Mộc Lan, Tình Yêu Thứ Ba, Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây. 15 tuổi, Lưu Diệc Phi lần đầu ra mắt khán giả qua bộ phim Gia Tộc Kim Phấn. Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kiêu sa, đài các. Dù không phải nữ chính nhưng vai diễn của Lưu Diệc Phi vẫn được khán giả yêu thích và chú ý. Sau Gia Tộc Kim Phấn, Lưu Diệc Phi góp mặt trong Thiên Long Bát Bộ 2003. Ở tuổi 16, cô vào vai Vương Ngữ Yên. Dù gương mặt có chút non nớt, diễn xuất không quá tốt, nhưng Lưu Diệc Phi được khen hoàn thành tốt nhân vật. Từ sau vai Vương Ngữ Yên, người đẹp chính thức được khán giả gọi với biệt danh thần tiên tỷ tỷ. Nhan sắc của Lưu Diệc Phi ấn tượng đến mức sau 20 năm gia nhập giới giải trí, cô vẫn là thần tiên tỷ tỷ và gần như chẳng ai có thể thay thế. Dù vậy, cô không hề thích danh xưng này. Chị đẹp chia sẻ, dù mọi người gán cho tôi cái danh tiên nữ nhưng đó chỉ là nhân vật. Bên trong, tôi là chính mình, độc lập và kiên cường. Khí chất, không vướng bụi trần, từ cử chỉ đến ánh mắt của Lưu Diệc Phi đều khiến khán giả say đắm. Người xem gần như có thể bỏ qua diễn xuất nhạt nhòa của cô. Cũng nhờ nhan sắc tồn tại bao năm nay mà những bộ ảnh cũ được lật lại, những khoảnh khắc đời thường, những chùm ảnh tham dự sự kiện. Vẫn khiến tên tuổi của cô hot đến mức đáng kinh ngạc, khó đàn em nào có thể vượt qua. Những tưởng một cô gái thanh thuần và tinh khôi như Lưu Diệc Phi chắc chắn tính cách sẽ rất mềm mỏng và nhẹ nhàng, nhưng thực tế con người của cô khá mạnh mẽ và phóng khoáng. Lưu Diệc Phi từng có không ít những phát ngôn để đời và chứng tỏ sự tự tin của bản thân. Những phát ngôn của cô đôi khi khiến người đối diện á khẩu. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Lưu Diệc Phi từng tuyên bố tình yêu không thể có quá nhiều suy nghĩ, tạp niệm và sự đắn đo. Nó phải thật đơn thuần. Tính tới thời điểm hiện tại, Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận yêu duy nhất tài tử xứ Hàn Song Seung Hun. Đến giờ, cô vẫn độc thân. Dù khẳng định lý do chia tay bạn trai vì khoảng cách địa lý, không có thời gian dành cho nhau nhưng thần tiên tỷ tỷ từng tuyên bố, tôi mong rằng dù đang yêu hay độc thân cũng phải là chính mình. Dù là thần tiên tỷ tỷ nhưng Lưu Diệc Phi không tin vào các câu chuyện cổ tích. Cô thẳng thắn, cổ tích phải do mình tạo ra. Không có đôi giày thủy tinh nào cho bạn cuộc sống hoàn hảo. Cá tính của Lưu Diệc Phi được thể hiện trong không ít cuộc phỏng vấn. Chị đẹp này gần như chẳng sợ ai và cũng có những phát ngôn không thể cứng rắn hơn. Đối diện với không ít lời chê bai về diễn xuất, Lưu Diệc Phi từng nói, tôi của quá khứ rất để tâm đến việc người khác nhìn nhận. Tôi của hiện tại chỉ để ý đến cảm nhận của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Diệc Phi từng được MC của chương trình hỏi, con trai thường thích những cô gái có đôi mắt ngây thơ, nhìn vào có cảm giác mơ màng. Đáp lại câu nói này, chị đẹp của phim Đi Đến Nơi Có Gió thẳng thắn tuyên bố, em đâu có quan tâm họ thích gì. Hiện tại, ở tuổi 36, Lưu Diệc Phi vẫn là cỗ máy in tiền của làng giải trí Hoa ngữ. Cô đứng top đầu về nhan sắc, mức độ nổi tiếng cũng như tầm ảnh hưởng đến cộng đồng trong số những mỹ nữ 8X xứ Trung. Lưu Diệc Phi dù không đóng quá nhiều phim nhưng luôn được các đơn vị, nhãn hàng săn đón. Sức ảnh hưởng của thần tiên tỷ tỷ trong giới giải trí chưa từng giảm sút.